sẽ chia sẻ với các bạn cái nồi cháo tía tô nhé, để giải cảm rất là nhanh trong 5 phút thôi nhé. Ở đây mình sẽ dùng cháo ăn sẵn nhưng mà mình sẽ nấu với tía tô, nó rất là ngon, giải cảm và cực kỳ nhanh và vẫn đủ chất nhé. Mình sẽ lấy cái gói cháo ăn sẵn, mình cho hết những cái gia vị trong đấy vào nồi, cho hết cái gia vị trong cái nồi cháo ăn sẵn vào nồi nhé. Tiếp đến mình sẽ cho một bát thịt. Đây là ức ngà, nó không có da. Với những người bị ho thì chúng ta ăn cái thịt ức ngà này không có da rất là tốt nhé. Tiếp đến chúng ta đun sủi nước lên và cho thêm một quả trứng vào, sẽ rất là giàu dinh dưỡng luôn, trứng gà nhé. Nồi cháo tía tô nấu kiểu này, cháo pha sẵn rồi nên rất là nhanh, chỉ cần đun sủi 5 phút là được. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát bên cạnh nhé, chúng ta cho hết bọc cháo vào. Thêm quả trứng này, thêm ít thịt vào như vậy thì cháo nó rất là ngon và giàu dinh dưỡng. Sau lại rắc ít tía tô lên trên nữa. Chỉ cần 5 phút thôi là chúng ta đã có nồi cháo tía tô rồi. Đây chúng ta đổ cái nước này vào. Đổ cái nước này vào. Đấy, với cả cháo pha sẵn như vậy. Đấy, thịt rất là nhiều như vậy. Rất là giàu dinh dưỡng luôn. Đấy, cho tía tô vào. Vừa giải cảm lại vừa tốt trong cái mùa dịch này nhá. Nó đợi cho cái tía tô, cái cháo này nó nở ra. Nhà mình có cái phần cháo tía tô cực kỳ ngon luôn. Đấy các bạn thấy không? Đây là cách làm cháo tía tô giải cảm của mình nhá. Một bát cháo tía tô giải cảm như này. Các bạn thấy không? Cực kỳ hấp dẫn luôn, rất là ngon luôn. Các bạn cho mình một chút hạt tiêu lên. Đấy. Mình đã hoàn thành rồi ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Làm rất là nhanh, đủ chất và ăn để đảm bảo cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.